Xin chào mọi người, em giới thiệu cái bình giữ nóng và lạnh. Cái này là hãng Thermoflask. Cái bình này dung tích là 500ml. Một set thì gồm có hai màu, màu xanh này, xanh đậm navy này, và màu trắng. Dung tích là 500ml một bình. Để em mở cái nắp ra cho mọi người xem nha. Thì cái bình này có cái quai nó cố định như thế này. Mình có thể mở nắp ra, vặn xoáy. Đây, mọi người có thể nhìn. Ở đây có một cái lớp cao su đây. Mình ở đây có cái chốt mọi người này. Khi mà mình ấn xuống như thế này, mình ấn xuống thì tức là mình khóa. Khóa thì như vậy là... Xin chào mọi người, em giới thiệu với mọi người một cái bình giữ nhiệt nóng và lạnh của hãng Thermoflask. Cái bình này dung tích là 500ml. Hiện em chỉ mua được một ít sẵn màu trắng và màu xanh, có bán tách set. Bình này thì giữ lạnh là 24 tiếng và giữ nóng được 12 tiếng. Cái quai thì nó cố định như thế này. Ở đây thì mọi người nhìn thấy là có cái ở đây mình có cái chốt này. Ấn xuống là khóa. Và khi mình muốn mở ra thì mình kéo lên. Và mình bẻ ra thế này. À đâu, mình không bẻ mà mình sẽ ấn vào cái nút này. Đấy. Và đây là bên trong. Mọi người không dùng nữa này, thì mình ấn vào, mình kéo xuống, mình khóa. Và khi nào mình dùng ấy, thì mình mở khóa lên này. Mở khóa, rồi mình ấn. Để em tháo cái nắp này cho mọi người nhìn nhá. Bình dày dặn, giữ được nóng 24 tiếng, à lạnh 24 tiếng và nóng là 12 tiếng. Màu rất đẹp, nước sơn đẹp. Hiện em có sẵn hai màu, em có hai màu như thế này thôi nha. Siêu thị tạm thời hết hàng rồi, màu trắng và màu xanh.